Chào các bạn, thì hôm nay mình có nhận cái main của bạn Đạt Giga H81MD2 phiên bản là 3.0. Thì main này bạn nói nó báo tích, nó báo lên bàn phím mà nó không xuất hình, rồi nó bị lỗi chip âm thanh. Thì main này nó khá là gỉ, thì để mình test cho các bạn xem coi nó đúng như bạn Đạt nói không. Rồi, gửi điện nha. Đây, nó báo có tích là lên hình ha, nhưng mà nó không lên màn hình. Đây, nó báo tích nè, nhận bàn phím nè, nhưng mà nó không có lên màn hình. Thì cái bệnh mà báo có tích mà không lên màn hình á, thì khả năng cái lỗi cái onboard thì đây nó có hai cái con đường bảo vệ Vega. Nếu mà ấy thì mình sẽ bỏ hai con bảo vệ này trước ha, cái dễ nhất. Còn nó có thêm cái bệnh nữa là con BIOS này nè, con mà BIOS này nó bị lỗi, nó cũng không có sức Vega onboard nữa. Với lại cái main này á, thì giờ nè, gắn chạy nè ha, con chip này á, thì nó chạm rồi, nóng phỏng tay đó ha. Rồi đây thêm cái đường, đây đường quay coi đây, nó lên tới 2.6 luôn nè, 2.63 luôn nè. À, nó thì nguồn NVCore cũng cao nữa, thì cái main này hơi gỉ ha, nói là quá gỉ luôn chứ. Rồi để mình phân tích bệnh vậy đó, rồi coi mình có sửa được main này không. Thì nếu sửa thì nó bệnh ở chỗ nào ha, rồi nữa xem mình sẽ video mình, nếu sửa được thì mình sẽ chỉ cho bạn cái lỗi ha. Thì trước tiên đây là nó lại lỗi cái đường NVCore rồi, nó cho nên là nó không có, nó chạy nó cũng không ổn định nha. Rồi thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn như đây thôi. Con này là chắc chắn là phải xả ra nè. Con này có bạn nào làm nó bị chạy luôn nè. Con chiếc âm thanh này nó chạy nó mẻ nè, nó chạm nó nóng hổi à. Rồi thì hôm nay mình phân tích bệnh nó vậy thôi, còn để mình coi có khả năng để sửa chữa nó không. Rồi sửa chữa nó thì nó bệnh ở chỗ nào. Rồi thì chúc các bạn nhiều sức khỏe. Bye bye các bạn.